Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Để truyền cảm hứng cho các anh chị và các bạn trong cái buổi giảng của Tuấn trong chủ nhật tới này, thì hôm nay Tuấn tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái chủ đề khá là vui và thú vị, đó là phân tích các cái câu nói nổi tiếng của các nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại trên thế giới. Và qua đó thì chúng ta cũng muốn rút ra những cái bài học kinh nghiệm, cũng như là để chúng ta có thêm cái niềm vui cũng như là phấn khởi trong cái việc học tập. Trong cái quá trình tư vấn đầu tư tức là giảng dạy tư của Tuấn hơn 12 năm qua, thì Tuấn cũng đã gặp rất nhiều anh chị, chúng ta cũng đã rất chịu khó đọc rất là nhiều sách, trích dẫn rất nhiều Warren Buffett, George Soros, William O'Neill, Jim Rohn, vân vân, và chúng ta coi đấy là một cái tôn chỉ trong hành động. Thì tuy nhiên thì Tuấn nhận thấy rằng nhiều hiểu biết cũng như là nhiều góc nhìn của các anh chị và các bạn cũng, theo quan điểm của Tuấn là chưa được chính xác lắm, và do đó thì nó cũng gây ra những cái hậu quả đáng tiếc cho các hoạt động đầu tư. Thì trong cái series sắp tới đây thì Tuấn chia sẻ với các anh chị và các bạn một số cái câu nói mà chúng ta hay trích dẫn trên thị trường chứng khoán. Hy vọng là các anh chị và các bạn sẽ ủng hộ Tuấn cũng như là sẽ rút được nhiều cái bài học kinh nghiệm trong cái hoạt động tư trên thị trường chứng khoán, và chúng ta có thêm những cái niềm vui nho nhỏ. Câu nói đầu tiên mà Tuấn chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay đó là câu nói mà Tuấn khá là tâm đắc của nhà đầu tư huyền thoại Jim Rohn, đó là để đầu tư chứng khoán thành công rất đơn giản. Bạn chỉ cần việc mua cổ phiếu, chờ tăng giá, bán. Câu nói này thì đọc ra thì các anh chị cũng thấy nó hơi buồn cười, và nó đôi khi nó còn có sự tương đối là ngớ ngẩn một chút nếu mà chúng ta không suy nghĩ một cách sâu sắc. Tuy nhiên thì Tuấn đã nghiên cứu Jim Rohn một thời gian khá là dài, và Tuấn nhận thấy rằng đây là một câu nói hết sức sâu sắc. Và nếu chúng ta phân tích nó một cách kỹ lưỡng thì chúng ta nhận thấy rằng cái triết lý đầu tư nó rất là rõ ràng, và chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ nó. Thứ nhất, bạn phải mua cổ phiếu nếu muốn thành công trên thị trường chứng khoán. Cái đấy đúng rồi. Chúng ta không thể thành công, không thể thu được lợi nhuận nếu chúng ta mua cổ phiếu bằng mồm. Đó là một sự thật hiển nhiên mà các anh chị phải suy nghĩ một cách sâu sắc về vấn đề này. Thì thực tế là chia sẻ vui với các anh chị là trong quá trình học tập cũng như là trong quá trình đầu tư và tư vấn đầu tư thì Tuấn thấy rất nhiều nhà đầu tư là đầu tư bằng mồm. Có nghĩa là cứ cổ phiếu nào tăng thì chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta nên mua. Và chúng ta đáng nhẽ chúng ta đã mua, nhưng mà chúng ta vì một lý do nào đấy chúng ta đã không mua, và do đó thì chúng ta tiếc nuối với cái điều đấy. Thì rõ ràng là Jim Rohn nói rất là rõ, và ở đây thì chúng ta phân tích sâu sắc thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Bạn chỉ có thể thành công trong hoạt động đầu tư nếu bạn đầu tư thật, bằng tiền thật, và suy nghĩ một cách chín chắn cái khoản đầu tư của mình và hành động. Tức là ý tưởng, rất nhiều ý tưởng hay nó cũng sẽ không cấu thành nên cái thành công như thị trường chứng khoán. Các anh chị lưu ý điểm này nhé. Ý tưởng chỉ có thể thành công khi nó được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể. Có nghĩa là chúng ta tìm ra một ý tưởng, và do đó thì chúng ta có những cái hệ thống để chúng ta quyết đoán và chúng ta thực hiện thì cái ý tưởng đấy. Rất nhiều anh chị có sự nhầm lẫn tâm lý vấn đề này. Các anh chị cho rằng là mình là rất giỏi, mình đã để ý đến cái cổ phiếu này, đã để ý đến dòng cổ phiếu này, đáng nhẽ mình đã mua, tuy nhiên hôm đấy vì một lý do nào đó mình đã chần chừ không mua. Thế thì rõ ràng là mình đã biết trước điều đấy, và mình đã bỏ lỡ thời cơ chỉ vì một lý do nào đó khách quan. Trên thực tế điều này là không đúng. Trên thực tế là tại cái thời điểm đấy, tại cái hôm đấy, tại cái lúc đó, chúng ta không quyết đoán mua cổ phiếu, hoặc chúng ta không quyết đoán mua cổ phiếu khối lượng lớn, thì điều đấy cho thấy rằng hệ thống đầu tư của chúng ta chưa hoàn hảo, và ý tưởng chúng ta chưa được suy nghĩ một cách chín chắn. Chính vì chưa chín chắn, do đó thì chúng ta không thể quyết định đầu tư cổ phiếu tại thời điểm đó, và chúng ta chỉ mua cổ phiếu bằng mồm thôi. Và do đó thì rất chắc chắn là chúng ta không thể đạt được thành công. Cho nên Jim Rohn đã nói rất rõ, để thành công trên thị trường chứng khoán thì bạn phải mua cổ phiếu trước đã. Như vậy hàm ý rằng bạn phải nghiên cứu thật sâu sắc, bạn phải hiểu rất rõ khoản đầu tư của mình, và bạn phải có đủ bản lĩnh như là đủ sự chắc chắn trong phân tích đầu tư để ra quyết định mua cổ phiếu một cách thực sự. Về tiếp theo của câu nói này là chờ tăng giá. Thế thì câu nói rất này nó thể hiện điều đấy rất là rõ. Bạn không thể đạt được thành công rất lớn trong hoạt động đầu tư nếu chúng ta nhìn nhận ra cái khoản đầu tư của chúng ta với cái mức lãi rất là nhỏ. Tuấn biết rất nhiều cái nhà đầu tư và các cái khách hàng của Tuấn, cũng như là thậm chí là các bạn đồng nghiệp của Tuấn rất hay chốt lời cổ phiếu khi đã được 2%, 5%, 10%. Thế như vậy chúng ta đã thiếu cái sự kiên nhẫn. Nếu khoản đầu tư của chúng ta đúng đắn ngay từ đầu, chúng ta sẽ có những cái khoản thu lãi khá lớn, 10%, 15%, 20%, 30%. Chỉ 40%, 50%, tóm lại bao nhiêu phần trăm thì chúng ta cũng không có cái giới hạn nào cả.
miễn là cái khoản đầu tư của chúng ta đã tính toán được đúng ngay từ đầu. Và thứ hai nữa, đó là cái hàm ý ở đây, đó chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Rõ ràng là không phải lúc nào thì cái cổ phiếu của chúng ta cũng phản ánh cái yếu tố tốt mà chúng ta tính toán. Rõ ràng không phải lúc nào thị trường cũng có cái xu hướng thuận lợi cho chúng ta có thể chốt lời nhanh. Ví dụ các anh chị mua một cổ phiếu sau đó 3 tuần sau tăng luôn 50%, ví dụ như vậy thì nó rất ít khi, trừ những cổ phiếu có cái tính đầu cơ rất cao. Do đó thì chúng ta phải chờ đợi, chúng ta phải có sự kiên nhẫn với nó. Và một khi chúng ta thấy rằng chúng ta đang đúng, công ty hoạt động kinh doanh rất là tốt và đang thể hiện rằng nó tốt như những gì chúng ta dự kiến, chúng ta phải kiên nhẫn với nó để thị trường có thời gian phản ánh những điều tốt đó và nó nhiều dài. Và về cuối cùng là bạn phải bán sau khi nó đã tăng giá. Cuối cùng thì câu chuyện là chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán để có lợi nhuận, và lợi nhuận chỉ được hiện thực hóa khi bạn đã bán cổ phiếu. Hàm ý rằng bạn không thể giữ cổ phiếu một cách mãi mãi được, rồi đến lúc công ty đó, doanh nghiệp đó cũng sẽ có cái sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh bởi yếu tố chu kỳ, hoặc bởi yếu tố suy giảm trong chiến lược kinh doanh của nó không còn phù hợp nữa, hay bởi yếu tố cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của nó đã thay đổi, hay là môi trường kinh tế vĩ mô đã thay đổi. Tóm lại là cuối cùng thì bạn cũng phải bán cổ phiếu để chốt lời, và do đó thì bạn phải có cái sự tính toán và phân tích từ trước thời điểm, mức giá và tất cả các yếu tố để chúng ta có thể chốt lời cách hiệu quả nhất. Thì đấy là những cái yếu tố mà Tuấn đã phân tích trên cái câu nói vui của Jim Rogers. Mặc dù thì đây chỉ là cái phân tích hết sức thô thiển của Tuấn, nhưng Tuấn hy vọng rằng nó cũng giúp cho các anh chị có những một số cái trải nghiệm vui, cũng như là chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường chứng khoán. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.